Sao Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em lên sóng tiếp một con máy lọc không khí hàng VIP VXH50 Panasonic FVXH50. Đây là cái con cao cấp nhất trong cái phân khúc máy 50. Đấy, dòng cao cấp nhất các nhé, tại thời điểm nó ra mắt. Hai cánh vẫy, đầy đủ full tính năng. Hình thức thì còn khá là đẹp. Con này thì các bác dùng cho phòng khoảng 30 đến 35 mét vuông trở lại thôi ạ. Máy thiết kế nhỏ gọn đẹp. Mẫu mã có thể nói đây là cái mẫu mã cực đẹp của hãng Panasonic. Cái này sản xuất năm 2012 các bác nhé. 43W dùng khoảng 30 mét vuông đổ lại, điện 100V. FVXH50. Con này thì bên em đã đấu biến áp điện 220V rồi, cắm thẳng điện lưới Việt Nam. Các chức năng thì nói chung Panasonic thì nó cũng như nhau thôi. Quay giới thiệu khá nhiều. Đây khóa cho em các bạn này, 3 giây là khóa nhé. Mà giữ 3 giây mà hẹn giờ, dọn phòng nhanh. Eco Navi, cảm biến ánh sáng. Đây chúng ta là test cho các bác thôi. Điều chỉnh cửa dâng, cửa vẫy, điều chỉnh tốc độ lọc nhanh chậm tự động khác nhau, điều chỉnh 3 chế độ lọc không khí và bùa ẩm. Đấy, khi các bác dùng thì các bác để chế độ này cho em này, lọc không khí bùa ẩm tự động này, bật eco là ok nhé. Con này màng HEPA thì bên em thay mới rồi. Màng than Panasonic to dày, khử mùi tốt. Và trong những cái đợt dịch này thì rất là nhiều cả nhà các bác sắm máy lọc không khí, vì là thực ra nó cũng có cái tác dụng rất là tốt đấy các bạn. Đấy, lưu thông cái lượng không khí ở trong phòng. Đấy, còn ngoài ra máy còn có tính năng của công nghệ nano y rồi, nó kiểu như dạng ion đấy, khử khuẩn cũng rất là tốt cho sức khỏe. Công nghệ nano y các bạn này, diệt vi khuẩn, nấm mốc, mùi hôi, khử mùi hôi, hút thuốc lá, vi khuẩn. Đây, bình nước các bác nhá, rất đẹp. Hay hết, trắng đẹp này, màng tạo ẩm zin như mới này. Mà con này khá là ok. Đây, con này em bán là 3 triệu. Giá 3 triệu các bác nhá, chưa phí vận chuyển. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ. Giá 3 triệu. 42.5 PM. Đang ở ngưỡng cao đấy, cho vào máy đấy. Này, cho vào đây này, có. Đấy, các bạn thấy sau khi cho máy chất lượng là tốt ngay, thấy chưa? Đấy. Giá 3 triệu nha, các bạn nào lấy các bạn liên hệ trước phí vận chuyển đó ạ. Chào các bác.